Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi bản tin 18 giờ của Báo Thanh Hóa. Bản tin hôm nay, ngày 15 tháng 7, sẽ chuyển tới quý vị những thông tin chính trị, thời sự, đời sống xã hội được chúng tôi cập nhật trong ngày. Đáng chú ý là thông tin về phiên họp thứ 8 của Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính của Chính phủ đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2024. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 40 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội. Ngân hàng Nhà nước lý giải nguyên do ảnh tĩnh có thể qua mặt sinh trắc học khi chuyển khoản. Hàng loạt sân bay trên cả nước bị ảnh hưởng do áp thấp nhiệt đới. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Sáng ngày 15 tháng 7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính của Chính phủ, chủ trì phiên họp thứ 8 của Ban Chỉ đạo nhằm đánh giá kết quả triển khai công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Phiên họp được truyền trực tuyến tới trụ sở 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh, dự phiên họp. Thời gian qua, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng sự vào cuộc mạnh mẽ của các bộ ngành, địa phương và người dân, doanh nghiệp, việc ra soát xử lý vướng mắc bất cập về cải cách hành chính đã được tích cực triển khai thực hiện. Nhiều chỉ số của Việt Nam thăng hạng, trong đó xếp hạng môi trường kinh doanh tăng 12 bậc, xếp thứ 106 trong bộ chỉ số tự do kinh doanh thế giới, tăng 4 bậc so với năm 2022, xếp thứ 46 trên 132 quốc gia và nền kinh tế về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu, tăng 2 bậc so với năm 2022. Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và hoàn thiện quy định về vị trí việc làm tại cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, cải cách chính sách tiền lương tiếp tục có chuyển biến rõ nét. Nhiệm vụ xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số tiếp tục được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, từng bước có những kết quả cụ thể, mô hình tốt. Phát biểu chỉ đạo phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cải cách hành chính là một trong ba nhiệm vụ đột phá chiến lược nhằm xây dựng nền hành chính theo hướng dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính phục vụ nhân dân. Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương căn cứ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ được giao, tập trung thực hiện tốt 5 đẩy mạnh, đó là đẩy mạnh rà soát lại những vướng mắc, điểm nghẽn về thể chế, quy định của pháp luật để tập trung tháo gỡ, góp phần huy động các nguồn lực cho phát triển, đẩy mạnh đối thoại, chia sẻ, xử lý những vướng mắc, bất cập cho người dân và doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành chính công vụ, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí trong thực hiện cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, xã hội số, công dân số, số hóa cơ sở dữ liệu, số hóa hồ sơ và đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt ở các lĩnh vực, các giao dịch liên quan tài chính. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính của Chính phủ, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, phấn đấu cơ bản hoàn thành trong tháng 9 năm 2024, bảo đảm ổn định tổ chức bộ máy ở các địa phương để tiến hành đại hội đảng các cấp vào năm 2025. Cùng với đó, tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ. Ngày 15 tháng 7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 40 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội. Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh khẳng định chỉ thị số 40 của Ban Bí thư đã được tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, qua đó đạt được những kết quả quan trọng. Sau 10 năm triển khai thực hiện, tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2024, tổng nguồn vốn đạt 14.415 tỷ đồng, tăng 7.411 tỷ đồng so với năm 2014. Trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương đạt 633 tỷ đồng, tăng 507 tỷ đồng so với năm 2014. Cùng với nguồn vốn từ Trung ương, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác cho Ngân hàng Chính sách Xã hội trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ cho hơn 847.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, với tổng doanh số cho vay đạt 32.588 tỷ đồng, tổng doanh số thu nợ đạt 25.173 tỷ đồng, bằng 77,2% doanh số cho vay. Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt chỉ thị số 40 trên địa bàn tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh
yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền cần xác định nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ trong chương trình và kế hoạch hoạt động thường xuyên. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương nghiên cứu xây dựng đề án, trình Bộ Chính trị ban hành, nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo đối với tín dụng chính sách xã hội trong tình hình mới. Đề nghị Chính phủ xây dựng, trình Quốc hội ban hành luật tín dụng chính sách xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để tín dụng chính sách xã hội phát huy hiệu quả cao nhất, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội tại các địa phương. Nhân dịp này, có 33 tập thể, 66 cá nhân đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 40 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ đầu năm đến nay, cả nước đã xuất hiện trên 660 ổ dịch tả lợn châu Phi tại 44 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy trên 42.400 con, gây thiệt hại cho người chăn nuôi. Dịch bệnh đang có chiều hướng gia tăng, nguy cơ lây lan diện rộng là rất cao, có thể ảnh hưởng đến nguồn cung thực phẩm, chỉ số giá tiêu dùng và môi trường trong thời gian tới. Để phòng chống kiểm soát dịch bệnh kịp thời hiệu quả, ngày 14 tháng 7, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký chỉ thị số 21 yêu cầu các bộ ngành, địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Đối với các địa phương, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phải trực tiếp chỉ đạo huy động nguồn lực của địa phương để tổ chức xử lý dứt điểm ổ dịch, không để phát sinh ổ dịch mới. Tổ chức xử lý tiêu hủy lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh, lợn chết, chủ động triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh theo đúng quy định của pháp luật, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển lợn bệnh, vứt xác lợn chết làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương bố trí kinh phí, nguồn lực để tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch quốc gia phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi giai đoạn 2020-2025, tập trung chỉ đạo tổ chức hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra việc phòng chống dịch bệnh, chủ động giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, bảo đảm phát hiện sớm, cảnh báo và chỉ đạo xử lý kịp thời, triệt để các ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan diện rộng. Ngay sau khi ngành ngân hàng triển khai xác thực khuôn mặt khi chuyển tiền trên 10 triệu đồng một lần, trên mạng xã hội lan truyền clip một cô gái sử dụng hình ảnh chụp sẵn, tức ảnh tĩnh và thực hiện thành công chuyển khoản ngân hàng khi quét xác thực sinh trắc học. Clip này khiến nhiều người hoang mang vì nếu ảnh tĩnh, ảnh qua xử lý công nghệ AI deepfake cũng có thể qua mặt sinh trắc học để thực hiện chuyển khoản tiền thành công thì nguy cơ bị lừa đảo vẫn cao. Lý giải hiện tượng này, Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong những ngày đầu thực hiện cài đặt thông tin sinh trắc học, một số ngân hàng rơi vào tình trạng quá tải nên đã tắt tính năng Lineage Detection giúp phát hiện ảnh thu được từ camera là ảnh thu của vật thể sống hay là ảnh tĩnh, ảnh cắt từ video clip nhằm đảm bảo giao dịch thông suốt. Khi ngân hàng bật lại chức năng này thì người dùng sẽ không thể xác thực bằng ảnh tĩnh. Dù vậy, Ngân hàng Nhà nước đã có công văn yêu cầu các ngân hàng tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán áp dụng biện pháp xác thực sinh trắc học theo quy định và phải kết hợp với biện pháp xác thực OTP gửi qua SMS, Voice hoặc Short OTP, Token OTP. Đồng thời, rà soát, thiết lập các tiêu chí kỹ thuật của giải pháp xác thực sinh trắc học, bảo đảm xác định chính xác chủ thể thực hiện giao dịch, có tính năng phát hiện các hành vi giả mạo, dấu hiệu sinh trắc học của vật thể sống để phòng chống gian lận, giả mạo khách hàng qua hình ảnh, video, mặt nạ 3D và các hình ảnh, video được tạo bởi công nghệ deepfake. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả triển khai trước ngày 20 tháng 7 năm 2024. Theo số liệu thống kê, hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có hơn 1 triệu người dân trong diện được cấp thẻ căn cước, trong đó có 374.958 trường hợp từ 0 đến 6 tuổi, 583.162 trường hợp từ 6 đến 14 tuổi và 99.452 trường hợp từ đủ 14 tuổi trở lên đã được cấp căn cước công dân đến hạn phải đổi theo quy định của luật căn cước và 24 trường hợp công dân trong diện cấp giấy chứng nhận căn cước. Để việc triển khai luật căn cước được diễn ra thuận lợi, bên cạnh việc kiện toàn và bố trí bổ sung đủ nguồn nhân lực cho công an các địa phương để phục vụ công tác cấp thẻ căn cước cho công dân, nhất là những địa phương có dân số đông trong diện cần cấp mới, cấp đổi theo quy định, Công an tỉnh Thanh Hóa đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền những điểm mới và tiện ích của thẻ căn cước, đồng thời tăng cường nhiều tổ công tác làm việc tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật, luôn sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn người dân làm thủ tục cấp căn cước.
Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, sau gần 10 ngày triển khai cấp thẻ căn cước, toàn tỉnh đã thu nhận 14.124 hồ sơ, trong đó có 11.206 trường hợp từ đủ 14 tuổi trở lên, 2.218 trường hợp từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi, 697 trường hợp dưới 6 tuổi. Kết quả này không chỉ đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân mà còn góp phần cải cách hành chính, tăng cường công tác quản lý dân cư và bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của công dân. Theo báo cáo của Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam, khoảng 22 đến 23 giờ tối nay, ngày 15 tháng 7, áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Trị, sau đó suy yếu thành vùng thấp trên khu vực Trung Lào. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, hàng loạt các sân bay trên cả nước sẽ bị ảnh hưởng. Nhằm phòng tránh, giảm thiểu những thiệt hại do áp thấp nhiệt đới gây ra, Trung tâm Khí tượng Hàng không đã chỉ đạo tổ chức các đơn vị trực thuộc theo dõi liên tục diễn biến, hoạt động của áp thấp nhiệt đới, khai thác, nghiên cứu nhiều loại số liệu, dữ liệu, khí tượng như ảnh mây vệ tinh, radar thời tiết trao đổi thời tiết với các cơ quan khí tượng Nhật Bản, Hồng Kông, Philippines, Singapore, từ đó quyết định nội dung bản tin dự báo, cảnh báo, ảnh hưởng đối với hoạt động hàng không, các trang thiết bị hàng không tại các sân bay, cung cấp cho các cơ sở điều hành bay, hãng hàng không sớm có kế hoạch khai thác an toàn, chủ động phòng tránh, giảm thiểu những tác động mà áp thấp nhiệt đới có thể gây ra. Ngoài ra, ngoài khơi Philippines hiện nay đang tồn tại một khu vực vùng thấp có khả năng phát triển thành áp thấp nhiệt đới, bão và dự báo đi vào Biển Đông trong khoảng 4 đến 5 ngày tới. Trung tâm Khí tượng Hàng không đề nghị các cơ quan, đơn vị cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết do Trung tâm Khí tượng Hàng không phát hành để chủ động xây dựng kế hoạch cũng như công tác phòng tránh nhằm bảo đảm an toàn, giảm thiểu thiệt hại do bão áp thấp nhiệt đới gây ra. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 18 giờ của Báo Thanh Hóa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!